Ok, mình bắt đầu đi. Phần này rất là tốt bởi vì nó sẽ ôn lại cho các em gần như là toàn bộ phần kiến thức về lý thuyết hữu cơ. Bởi vì cái phần mà về học kỳ 1 này chủ yếu là về kiến thức lý thuyết hữu cơ. Mình bắt đầu nha. Câu số 1. Các em cùng comment đáp án nha. Hôm nay thầy chữa full 40 câu. Chữa xong thì chúng ta đi ngủ. Hy vọng là xong trước Quỳnh Vũ B. Không nhiều bạn lại bỏ thầy đi xem Quỳnh Vũ B. Tên gốc trước của chất C6H5 CH2 đó. H2. Thầy sẽ đọc tên ba bạn trả lời đúng đầu tiên. Wow, Tiến Dũng Nguyễn. Tiến Dũng Tiến. Bạn comment đầu tiên. Ok, khẩn trương các em. Chỗ này các em hay bị nhầm này. Tên gốc trước. Đấy, tên gốc trước. M. iPhone X em ạ. iPhone X mà M nữa thì thầy cũng chịu rồi. Khả năng cao là không phải là lý do của thầy M đâu mà do mạng của em. Kiều Hiệp là bạn comment thứ hai. Hiếu Nguyễn. Benzinamin. Vâng, và đáp án chính xác chúng ta là benzinamin. Đáp án đúng chúng ta là B. Rất tốt. Chúng ta sang câu số 2. Để điều chế este mùi hoa nhài. Để nhận được cái đề này thì thầy rất là cảm ơn một số bạn trường Bắc Đông Quan đã gửi lại đề cho thầy để mà thầy có thể livestream giúp với các em. Tất cả các em nhé, đã và đang theo dõi video livestream này, nếu các em có đề nào của trường các em mà có file PDF thì các em hãy nhanh tay, hoặc là có ảnh được như ảnh chụp nét vào thì hãy nhanh tay inbox cho fanpage của thầy để mà vào một buổi ngày nào đó đẹp rời thầy sẽ livestream để chữa cho đề của các em. Chào Minh Đức, chào tất cả các bạn và các em. Hai, este mùi hoa nhài, các em nên nhớ nó là mùi hoa nhài nhá. Benzin acetat. Benzin acetat vậy thì nó sẽ có công thức là CH3COO CH2C6H5. Chính vì đây này được tạo bởi từ axit acetic nên không phải là axit benzoic được. Được chưa? Và anh này là gì? Ancol benzylic. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Thùy Linh tốt. Chào Minh Anh. Minh Anh học bài này chưa hiểu đâu. Thanh Diệu rất tốt. Thanh Diệu ơi, thầy không có file PDF đâu. Thanh Diệu share xong rồi tát tất cả các bạn đang học offline của thầy vào trong video này nhá. Và mình học xong mình qua livestream này luôn. Mở, các em có thấy mở không em? Thầy cố gắng lắm rồi. Chào Huy Hoàng, Huy Hoàng đã là 3B rồi. Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thu Hà A rất chính xác, rất tốt. Các bạn biết được đáp án nào comment luôn nhá. Phần này là phần toàn luyện về lý thuyết rồi. Chào anh Tặng, anh Tặng vào học đi. Lê Thu ạ, mình sang tiếp tục câu tiếp theo, câu số 3. Những cái phần mà kiến thức mà lý thuyết mà cần nhớ này thì các em cần lưu lại về tường, được chưa? 56 bạn đang theo dõi video livestream, nhanh tay giúp thầy share lại video livestream lên trên trang cá nhân đi nào. Sao mới có 56 nhỉ? Đề cực kỳ hay. Mở thật do mạng á. Chào Hạnh. Để thầy kiểm tra lại tí. Thầy đang xem. Thầy vào bằng điện thoại. Các em đợi thầy xíu. À, mờ này là chắc là do thế này em ạ. Các em cố gắng nhìn chút, bởi vì là phần này là do một số bạn mà đã và đang một số bạn là bạn ấy gửi lại cái đề cho thầy nên bạn phải tẩy bằng bút chì đấy thì mới giữ được đáp án cho các em. Các em cứ comment thật nhiều đáp án vào đây nhá. Mình có này. Câu số 3 này. Chất béo X là triester của glycerol với acid carboxylic X. Vậy thì thằng X thì chắc chắn là axit béo rồi. Nó phải là axit béo. Thế thì A không thể là axit béo được. IC không phải là axit béo được. IC không phải. Và đáp án chúng ta chỉ có thể là đáp án B, C15H31COOH. Đúng chưa? Chúng ta tiếp tục sang câu số 4 nha. Nguyễn Thanh Dương rất tốt. Ngọc Hồng tốt. Carbohydrate nào sau đây có nhiều trong đường nho? Câu số 4. Carbohydrate nào sau đây có nhiều trong đường nho? Ngọc Hồng 5A chính xác. Ngọc Hồng mới học thầy xong 4C. 4C thì từ từ, Hoàng Thị Vân 4C. Nhanh tay nào các em, khẩn trương comment đáp án 5A. Dịu nhanh thế. Nguyễn Thu Hà. Ok, bây giờ chúng ta có này, carbohydrate nào sau đây có nhiều trong đường nho, hay còn được gọi là đường nho thì nó là glucose. 4 chúng ta đáp án đúng là đáp án C. Mình sang tiếp tục câu tiếp theo, câu số 5. Mặt cắt miếng khoai lang tiếp xúc với dung dịch iốt cho màu xanh vì miếng khoai có cái gì? 60 bạn đã và đang theo dõi video livestream của thầy, nhanh tay giúp thầy share lại video livestream lên trên trang cá nhân xong rồi tag giúp tới tất cả các bạn của các em ở trong video livestream này nhé. Câu số 5. Mặt cắt miếng khoai lang tiếp xúc với dung dịch iốt cho màu xanh bởi vì đây là phản ứng đặc trưng của iốt và tinh bột. Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Wow, Thanh Dự nhanh thế. Thanh Dự là một trong số những học sinh rất là ưu tú trong lớp online của thầy. Là Nguyễn Trí Thành. Các em nhớ comment câu và đáp án nhé, chứ không thể không biết là em đang comment đáp án nào. Ngọc Hồng rất tốt. Câu số 6. Ngọc Hồng là một trong số những học sinh offline của thầy ở Đông Anh đúng không nhỉ? Hợp chất X có công thức cấu tạo
Tên gọi của X là, nhiều bạn bảo là thầy Minh dạy khắp cả nước. Đúng, chính xác, thầy Minh học trò của Minh nằm khắp cả nước, bởi vì học trò của thầy Minh học cực kỳ chất, điểm thi lúc nào cũng cao. Chào anh Tặng trả lời hơi chậm đấy. Là Nguyễn Chí Thanh, tên của lãnh tụ Nguyễn Thành Dương, chào em. Hợp chất tích có công thức cấu tạo tên gọi của X là, với anh này mình nhìn biết ngay, anh này là ST, vậy nó sẽ có dạng anh này là 18 format. 18 format thì đáp án đúng chúng ta đáp án D. Thấy có cái chữ livestream dạy với ST khá là chất, các em cần chú ý nhá. Câu số 7, đồng phân amin chứa vòng benzen, nhưng mà chú ý nó phải là bậc 1. Các em lưu ý nhá, chứa vòng benzen nhưng nó phải là bậc 1. Thầy biết là trường Bắc Hôm Quang có gần đến 2.000 bạn cơ, và 2.000 bạn này chắc chắn phải có khoảng độ tầm 1.000 bạn rất mong muốn là thầy theo dõi video live stream này. Thế nên là thầy rất mong muốn tất cả các bạn và các em giúp thầy share này video live stream lên trên trang cá nhân, và share thật mạnh vào để cho thật thật nhiều bạn biết được đến là tối nay thầy mình thì chữa một cái đề khá chất. Và lần đầu tiên với 2K1 thầy cực kỳ chiều, thầy chữa tận 40 câu năm ngoái các em biết. 2.000 bởi vì do thầy dạy off khá là mệt nên là thầy về thầy chỉ chữa có 36, có 38 câu thôi. Sau đó vitamin chứa vòng benzen bậc 1 cùng công thức phân tử C7H9N. Ở đây ta có C7H9N. Vòng 1C. Đúng chưa? Vậy bậc 1 là nhóm NH2. Vậy thì có trục đối xứng NH2 hoặc cắm vào carbon là 1, 2, 3, 4. Vậy đồng phân amin bậc 1 chúng ta có 4 đồng phân. Đáp án đúng đáp án B. Rất tốt. Các em giúp thầy tag tất cả các bạn của các em vào trong video live stream này nhá, để mà chúng ta cùng có thể có buổi học thật là tốt. Ôi, hôm nay đang 60 bạn mà bây giờ tụt xuống còn 54 là thế nào? Tiếp tục, mình sang câu số 8. Các em comment đáp án câu số 8 nha. Ui, nhìn nhanh thế, đã đến câu 12 rồi. Câu, à, câu 8 bị trôi. ST nào sau đây công thức phân tử C4H8O2. ST mà có công thức phân tử là C4H8O2 ấy, vậy thì nó là anh gì nhỉ? Metin acetat xem nào. CH3COOCH3. Không phải, anh này có 3 carbon thôi. Etin propionat C2H5COOCH5. Anh này có tận 5 carbon cơ. Vứt tiếp. Propin format HCOOC3H7. Ok, anh này có 4 carbon H7O2. Thế đáp án đúng chúng ta đáp án C. Thành Dịu rất tốt, tích cực lên nhá. Thành Dịu tác giúp thầy, tất cả các bạn học offline thầy vào đây nhá. Mình tiếp tục nào. Câu số 9, cho dung dịch của các chất sau đây. Số dung dịch làm xanh dễ quỷ tím ẩm, gạch chân cụm từ làm xanh. Làm xanh dễ quỷ tím ẩm thì tương đương với việc là nó có tính 3 giờ. Nó có tính 3 giờ. Và bởi vì anh này làm xanh quỷ tím ẩm, nó có tính 3 giờ nên ta có NH3 làm xanh quỷ tím ẩm. Chính xác. Các amin bậc 1 nó cũng làm xanh quỷ tím ẩm. Đúng. Anilin không làm xanh quỷ tím ẩm. Anilin không làm xanh nhá. Saccharose không. Vậy mình chỉ có 2 thôi. Đáp án đúng đáp án D. Tiếp tục sang câu số 10. Đây là việc mà chúng ta đi cọ sát giữa tất cả các bạn ở trên tất cả các mọi vùng miền ở Tổ quốc với nhau. 9 IG và Phạm Xuân Hùng. Phạm Xuân Hùng. À rồi, ok, Phạm Xuân Hùng giờ một comment đúng. À, mình tiếp tục sang câu số 10. Nhận xét nào sau đâu về phân tử tinh bột là không đúng. Các em gạch chân là phải từ chốt. Từ chốt ở đây là từ không đúng. Tinh bột tan vào phần trong nước nóng đúng. Có phản ứng trắng bạc không? Bị thủy phân trong môi trường axit đúng. Có mắc xích các cốc của glucose đúng. Vậy sai ở đây là ý B. 65 anh em đang theo dõi video live stream rồi. Này rất mong muốn 65 anh em này cùng share lại video live stream lên trên trang cá nhân. Mỗi một bạn là một ấn thật nhiều nút share vào trong các cái nhóm cũng như là những cái nơi mà các em đã và đang làm thành viên, để mà từ đấy thầy có thể giúp đỡ được thật thật nhiều các bạn hơn trong cái việc mà học hóa này của chúng ta. Hello. Mới được có 76 share. Bây giờ mình sang tiếp tục nhá. Mình tiếp tục nhá. Sang câu tiếp theo, câu số 11. Câu số 11. Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc 2? Amin bậc 2 là thằng mà có nhóm NH. Vậy mình nhìn này, thằng này NH2 bậc 1, thằng này NH2 bậc 1, thằng này bậc 3, vậy thằng này là bậc 2. Đáp án đúng đáp án gì? Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 12, được 72 bạn rồi. Giờ các em kéo sao được 400 bạn học thật kinh khủng như cái hồi mà mới đầu thầy live stream cho 2K1 ấy. Chúng ta tiếp tục. Thầy bị một số cái nhóm mà chặn, bởi vì thầy hay share kiến thức khá là chất cho các em chặn để mà các em chú ý nhá. Chúng ta học, chúng ta phải học những cái kiến thức thật chất, bởi vì với 2K1 của các em bây giờ không còn thời gian để học linh tinh. Các buổi học của thầy thì thường kéo ngắn thôi để cho các em tránh mệt mỏi và để cho các em thật sự tiếp xúc với những kiến thức chất. Học hóa chúng ta phải học hiểu bản chất, mà từ học hiểu bản chất thì ta mới làm được các bài tập khó. Đúng chưa? Chúng ta có fructose có công thức phân tử là C6H12O6. Đáp án đúng đáp án D. Rất tốt. Nguyễn Thu Hà tốt, Thành Dịu tốt. Bây giờ mình sang câu 13. Câu 13 nào. Chất nào sau đây?
Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH dư mà không sinh ra ancol? Câu này mới hay. Không sinh ra ancol. Đấy, 81 anh em đang theo dõi video livestream và nhanh tay giúp thầy share video livestream lên trên trang cá nhân và tag giúp thầy tất cả các bạn của em vào trong video livestream này. Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH dư không sinh ra ancol? Không sinh nhé. Anh này sinh ra ancol này. Anh này sinh ra ancol này là glycerol này. Anh này cũng sinh ra ancol này, C3OH này. Chỉ có anh này không sinh ra ancol. Sinh ra gì? Phenol ạ. Vậy đáp án sai chúng ta là đáp án à, không sinh ra ancol là đáp án C. Các em chú ý rằng là với thầy thì thầy có những cái bài tập giảng cực kỳ là chất. Thầy còn rất nhiều bài gây ra tranh cãi ở trên mạng cho đến bây giờ. Đề thi tham khảo của Trung học phổ thông quốc gia 2018 với khi mà vừa mới ra đề xong, thầy chữa ngay tối hôm đó thì thầy vẫn tạo một cái cơn bão dư luận, bởi vì có rất rất nhiều thầy cô và tất cả các bạn bị giải sai. Nhưng thầy thì luôn luôn giải chính xác. Vì vậy nên là các em nhớ theo dõi, follow tất cả những cái kiến thức mà thầy chia sẻ cho các em, bởi vì đó là kiến thức chuẩn nhất. Bởi vì nếu mà các em học sai em không biết đâu. Đến lúc của phòng thi mà đến lúc mà em biết điểm của em vẫn không biết là em sai đâu ạ. Và đấy là thầy, đấy là điều mà thầy rất là lo ngại đối với các em. Chúng ta tiếp tục sang câu 14. Anilin không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch? Anilin không phản ứng, chúng ta phải chú ý từ không. Anilin là C6H5NH2. Thế thì anilin thì thằng này có tính bazơ yếu, không làm đổi một quy thì phản ứng với axit. Phản ứng không? HBr. Nhưng đây rời vào không nhá. Phản ứng brom tạo kết tủa. Vậy đáp án đúng đáp án C. 94 anh em đang theo dõi rồi, nhanh tay xe giúp thầy xe thật nhanh, xe thật mạnh lên để mà chúng ta cùng có buổi học live stream. Nếu mà hôm nay đạt được tầm 200 bạn cùng theo dõi thì thầy sẽ cố định lịch live stream của chúng ta vào tối thứ ba hàng tuần 20:45. Tối nào cũng như tối nào, trời mưa cũng làm, trời bão cũng làm, mà thầy ốm thầy cũng vẫn làm. Ok, mình tiếp tục nha. Câu 15. Tối nay mình quất 40 câu luôn, khô máu luôn. Phát biểu đúng là phân tử chất béo không tan trong nước và nặng hơn nước. Cái này là không tan trong nước đúng, nhưng nặng hơn nước là sai. Được chưa? Vậy A sai. Trong phản ứng ete hóa, oxy trong phân tử nước lấy từ phân tử ancol. Cái này là sai. Oxy trong phân tử nước là OH đấy, nó phải lấy từ phân tử axit. Phản ứng giữa axit carboxylic và ancol là phản ứng một chiều. Cái này sai. Đây là phản ứng ete hóa, phải là phản ứng bao nhiêu? Hai chiều. 90 anh em đang theo dõi rồi, nhanh tay 90 anh em đang theo dõi giúp thầy share lại video live stream lên trên trang cá nhân. Phương Loan, Phương Loan share về cho team bên trường chuyên xem đi nhá. Nhiều bạn muốn học thầy nhưng mà thầy không có thời gian dạy đấy. Phương Loan share lại về tường xong rồi tác các bạn trường chuyên vào trong này nhá. Thủy phân vinyl acetate trong NaOH có sinh ra anhydride acetic, thầy biết nhá. Vinyl acetate CH3COO, CH3COO, CH nối đôi CH2. Vậy anh này thủy phân thì tạo thành chó, chính xác. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 16 này là một câu khá là tranh cãi. Thầy nghĩ rằng là câu 16 này đề ra chưa chuẩn, và đôi khi người ra đề ra câu này nó hơi bị gây tranh cãi như sau. Thứ nhất là anilin tạo kết tủa trắng khi tác dụng được brom, cái đúng, nhưng đề bài hỏi là câu không đúng. Vì vậy nên là loại câu này. Metinamin làm dung dịch phenol phthalein chuyển thành màu hồng, cái này là cũng là đúng, nhưng mà nó không chọn câu này, bởi vì làm nhỏ natri oxit đặc là dung dịch metinamoni clorua. Metinamoni clorua là CH3NH3Cl. Thế thì nhỏ NaOH vào thì anh này sinh ra gì? CH3NH2 bay lên thì thấy có khí, hoàn toàn chính xác. Vậy B cũng vậy. Vậy ta chỉ còn đáp án benzinamin tác dụng với dung dịch brom tạo kết tủa trắng, đúng chưa? Thì cái này là nếu mà loại BCG thì thằng này là không đúng. Vì vậy nên là những bạn nào ở trường Bắc thì sẽ chọn đáp án A mới là đáp án đúng. Nhưng để nói các em biết nhá, đề này chưa chuẩn ở chỗ này. Benzinamin, benzinamin là anh này đúng không? CH2NH2. Anh này có nhóm thế, này là nhóm thế nhỏ, nhóm thế vào vòng, vì vậy nên brom sẽ thế vào ba vị trí này. Được chưa? Nên là khả năng cao nó vẫn có kết tủa màu trắng. Nên đây là chỗ phần tranh cãi. Được chưa? Nhưng mà thôi, các bạn học trường Bắc thì vẫn chọn đáp án A, và thầy nghĩ là đề thi nào sẽ không có cái phần này. Ra sang phần tiếp theo. Chúng ta có 40 câu đấy nha các em nha. 94 bạn đang theo dõi rồi. Các em giúp thầy nhanh tay share lại video live stream lên. 96 rồi, gần đạt 100 rồi. Nếu được 200 thì thầy sẽ cố định cái lịch live stream hàng tối vào đây. Ok. Thầy sẽ cố gắng live stream nhiều cho các em, nhưng các em biết rồi, ví dụ như là bởi vì thầy live stream ít, tại sao? Tại vì thầy phải dạy off khá là nhiều. Còn nếu mà thầy mà live stream nhiều thì nó lại có một vấn đề này. Nếu các em nhìn thấy thầy live stream nhiều trên mạng ấy, thì chứng tỏ thầy không có lớp off. Mà thầy không có lớp off thì thầy lại dạy không thể chất được. Nên là nó là một cái vấn đề nghịch lý một chút, nên các em cần chú ý theo dõi thầy. Như các em nhìn thấy ở trên trang cá nhân của thầy thì lớp off của thầy rất là đông, và không phải ai cũng dạy được lớp off đông đến như vậy. Nhưng mà vào ở cái tuổi trẻ như thầy, đối với việc mà thầy dạy online thì tất cả các bạn học offline của thầy đều kinh khủng hết, đều là thuộc dạng trâu chó hết. Nếu các em nhìn thấy thì những cái bạn nào mà vừa đọc đề phát comment đáp án luôn thì đều là team online của thầy. Nên là tất cả các bạn team online cần chú ý theo dõi thầy rất sát sao vào, đừng bỏ lỡ bất kỳ một cái gì, bởi vì tài liệu của thầy luôn luôn chất và tất cả các bài của thầy đều cực kỳ kinh khủng.
Thầy không có nhiều thời gian dành cho các em, nhưng mà thầy đã quay cái chuỗi skin 001, 002, 003, đến hôm nay là 003 rồi. Các skin của thầy chỉ quay 15 phút thôi, thì các em cần chú ý theo dõi nhé. Câu 17, các em cùng comment đáp án nào. Saccharose phản ứng với chất nào sau đây tạo thành dung dịch màu xanh lam? Saccharose phản ứng với chất nào sau đây tạo thành dung dịch màu xanh lam? Màu xanh lam nó nhớ ngay tác dụng với CuH đây. Lần, nhưng trong đời mắt phải là nhiệt độ thường nhá, còn nếu mà lúc nóng thì không có đâu. Đáp án đúng chúng ta đáp án A. 18, Kim Nhung 18D, Tiến Dũng Tiến tốt, D, Nguyễn Thu Hà 18D rất tốt. Đấy. Phản ứng chứng minh glucose có nhiều nhóm rồi. Chúng ta phải chú ý nhá. Ở đây là nhiều nhóm, chứ này nếu mà người ta hỏi chúng ta là chứng minh là có 5 nhóm thì là rất nguy hiểm. Phương Lan cho thầy cái đề của bên trường chuyên đi, xong rồi thầy chữa nhá. Phương Lan gửi đề bên trường chuyên cho thầy, thầy chữa ngay. Phản ứng chứng minh glucose có nhiều nhóm hydroxyl là phản ứng nào? Thế thì ở đây ta có này. Phản ứng chứng minh nhiều nhóm hydroxyl là không cần, vậy thì là tác dụng với CuH 2 lần trong đời hóa dung dịch thường, đây là phản ứng chứng minh là OH đa kè. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 94 anh em đang theo dõi rồi. Bây giờ rất mong muốn 94 anh em này nhanh tay share lại livestream về tường, tag tất cả các bạn của em vào trong video livestream này để mà chúng ta chuẩn bị sang đến cái phần khá là cứng ở bên dưới này. Ok, tất cả các bạn đã và đang theo dõi của thầy thì chắc chắn là đều là những bạn học ổn hết. Chào Thanh Dịu, Thanh Dịu 19C. Trong nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng? Thanh Dịu xe về, các em giúp thầy xe lại về tường, tác các bạn vào đây nhá. Thanh Dịu xe về tường chưa? Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng? Ánh tặng xe về tường đi. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng? Saccharose và glucose đều bị thủy phân trong môi trường axit. Glucose không bị thủy phân, sai. Saccharose và fructose đều phản ứng trắng bạc, sắc không có trắng bạc, sai. Glu và fructose đều hòa tan là CuH 2 lần ở nhiệt độ thường, cái này đúng. Vậy nhận xét đúng là C. Glucose và sắc đều phản ứng với hydro niken, sai. Câu 20. 20, một dấu mốc khá là kinh khủng. Dấu mốc này đánh giá cho cái việc mà chúng ta có được 5 điểm hay không, đúng không? Thì ở đây thì có cho chất. Thì nghĩ là các bạn nào học bên trường Bắc Đông Quan mà học thầy thì ok, thì ta sẽ học cực kỳ tốt. Thanh Dịu giúp thầy tác các bạn học offline thầy vào đây đi. Cho các chất, ca số phát biểu đúng nào. Ui câu này cực kỳ chất và cực kỳ hay luôn. Câu này cực kỳ chất và cực kỳ hay luôn. Đấy, bây giờ các bạn thử comment đáp án câu 20 để xem nào. Câu này thì không có mấy bạn làm được đâu. Vừa nãy đang chín mấy mà tự nhiên bây giờ lại tụt. Các em xem lại về tường xong rồi tác các bạn vào trong video này stream để giúp thầy nha. Hello, ok. Câu 20. 20, phở đặc biệt. Phở đặc biệt xe về tường chưa? Mình tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 20. Nào. Đâu rồi câu 20? Đang chờ đợi những cái comment đầu tiên. Thầy đang chờ đợi những cái comment đầu tiên. Hello. Hello, bạn nào comment được câu 20 rồi nào? Câu 20 nào? Đáp án đúng thì đang đợi. Đinh Công Hữu 20B, tốt. Thanh Dịu 20B, tốt. Xem nào. Cảm ơn chú ý. Thầy rất là cảm ơn tất cả các bạn đã xem video livestream của thầy, bởi vì như vậy thì các em đã giúp thầy tiến được gần hơn tới tất cả các bạn của các em, và rất rất nhiều bạn bị mất gốc sẽ được thầy trợ giúp cho chúng ta học giỏi bộ môn hóa hơn. Thầy thì cực kỳ muốn các em học giỏi hóa, bởi vì từ đó chúng ta sẽ yêu bộ môn hóa hơn. Ok. 20B. Nào bây giờ nó mới chữa nhá. Sẵn sàng chưa? Câu này rất là hay. Trong hội này, một chất tác dụng AgNO3 trong NH3, nhiệt độ. Glucose có, xác không, tinh bột không, ethyl acetat có. Vậy A đúng. Ba chất thủy phân trong môi trường axit, glu không, xác có, tinh bột có, ethyl acetat có, ba chất đúng, B đúng. Hai chất hòa tan ở CuH 2 lần trong NH mắt thường, glu có, xác có, tinh bột không, ethyl acetat không. Vậy C ok. Bốn chất đều có nhóm OH trong phân tử, cả bốn chất đều có nhóm OH trong phân tử. Thế mình có này, glu có, xác có, tinh bột có, nhưng ethyl acetat không. Vậy D sai. Hai chất phản ứng với hydro niken, câu này hay này. Glucose có, xác không, tinh bột không, ethyl acetat không. Vậy nên là sai. Đáp đúng của mình A, B, C. Có bao nhiêu? 3. Đáp đúng đáp B. Rất tốt, những bạn nào comment. Trần Huyền My, đây là lớp 12 Trần Huyền My nhá. Sang câu 21. Nào, 21 nào, 21 Thanh Dịu. Đấy, thấy không? Bạn Dịu offline thấy kinh điển lắm. Ok. 21 cho phương án đúng để điền vào cụm từ chống sau. Glucose không có phản ứng gì
chắc chắn không có phản ứng thủy phân. Vậy loại B, loại D có phản ứng, chắc chắn có phản ứng với CO2 hai lần trong dung dịch kiềm. Và đun nóng thì nó phải tạo thành gì? Kết tủa đỏ gạch. Khi đun nóng nó phải là kết tủa đỏ gạch. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A. 21 đáp án A, anh tặng rất tốt. Được chưa? Câu 20 thì bạn Vũ Nghiêm Lê ơi, Văn Nghiêm Lê mà muốn làm lại thì hơi khó. Văn Nghiêm Lê, các bạn học qua rồi thì Văn Nghiêm Lê xe lại về tường xong rồi tẹo nữa, Văn Nghiêm Lê check lại nhá. Được chưa? À, mình tiếp tục này. Câu tiếp theo, câu số 22. Hợp chất nào sau đây có tính bazơ yếu nhất? Câu số 22. Nguyễn Thu Hà là bạn comment đáp án đầu tiên này. Kim Nhung 22A, rất tốt. Quang Đạt 21, đã rơi sang câu 22 rồi. Hợp chất nào sau đây có tính bazơ yếu nhất? Thì tính bazơ yếu nhất thì NH3 làm xanh quỷ tím này. Anh này làm xanh quỷ tím, anh này làm xanh quỷ tím, chỉ muốn anh anilin không làm xanh quỷ tím thôi. Vì vậy nên đáp án yếu nhất là đáp án A. Ô, lúc nãy đang 9 mấy, bây giờ tụt xuống còn 79 là thế nào các em nhỉ? Các em hình như là đang xe ít rồi. Các em hãy xe điên đảo lên, xe kinh khủng vào để mà buổi tới thì thầy còn cố định cái lịch livestream vào tối thứ ba hàng tuần cho chúng ta. Câu 23, bởi vì các em chuẩn bị thi hết học kỳ 1 rồi. Đun nóng este với một lượng vừa đủ cao áp, sản phẩm thu được là đun nóng este với một lượng vừa đủ dung dịch cao áp, sản phẩm thu được là, với anh này ta thu được là CH3COK và CH3OH. CH3COK và CH3OH, đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu 24. Câu 24, đun nóng este có công thức phân tử C5H10O2. Tại sao thầy lại chữa đề Bắc Đông Quan? Bởi vì trường Bắc Đông Quan là trường mà ngày xưa thầy học thầy rất là bá đạo hóa ở trường Bắc Đông Quan ngày trước. À, đun nóng STX có công thức phân tử C5H10O2 với dung dịch NaOH thu được CH3CONa và ăn côn bậc 1. CH3CONa, vậy anh này sẽ là CH3COO. Ăn côn bậc 1, vậy là 1, 2, 3. 1, 2, 3, đúng rồi. Và anh này sẽ có tên là gì? Ăn côn gì? Propylix. Ăn côn propylix, đáp án đúng đáp án B, bỏ. Mình sang tiếp tục, bây giờ mới sang bài tập này. Wow, đề trường Bắc khá là cứng. Tận 24 câu, tận 24 câu là 24 câu lý thuyết. Bây giờ mới bắt đầu sang bài tập. Bài tập thì chắc là cũng chát lạt đấy, các em cần chú ý nhá. Câu 25. Cho 6,6 gram. Bây giờ thầy phải lấy cái máy tính thần thoại rồi. Các em cũng muốn máy tính cũng comment đáp án giúp thầy nhá. Văn Nghiêm Lê tốt, Văn Tiến Dũng tốt. Bây giờ mình sang câu 25. Thầy đang chờ đợi những bạn comment đáp án câu đầu tiên của câu 25. 25 nè. Cho 6,6 chia 88. Như thầy đã nói, 6,6 chia 88 bằng 0,075. Phản ứng hết dung dịch NaOH đun nóng, khối lượng muối thu được. Vậy khối lượng muối chúng ta thu được là CH3CONa. Bấm máy tính luôn. Số mol vẫn bằng 0,075. Vậy là nhân với 82 bằng 6,15 gram. Đáp án đúng đáp án D. Rất tốt. Thanh Dịu comment đầu tiên đáp án D. Nhìn Dịu Dịu 3 đến Nguyễn Thu Hà. Rất tốt. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 26. Không biết thầy giảng này có nhanh quá không nhỉ? Nhưng mà tốc độ làm chúng ta phải nhanh như vậy đấy. Các bạn offline thì nhanh như vậy, còn những bạn online thì có lẽ bây giờ thầy sẽ nói chậm chậm lại cho chúng ta cùng hiểu nhá. 79 bạn đang theo dõi video live stream, đề này cũng dễ thôi. Các em xem lại về tường, xong tắt tất cả các bạn đang mất gốc các em vào đây để mà chuẩn bị cho cái kỳ thi kết thúc kỳ 1 điểm thật cao. Ok, chúng ta bắt đầu nào. Tiếp tục nhá. Câu 26, đốt cháy hoàn toàn 3,52 gram STX đơn trước. Thế thì chỗ này chắc thầy phải viết ra giấy nháp rồi. Các em đợi chút, giấy nháp. Câu 26. Đốt cháy hoàn toàn 1 ST đơn trước thôi. Mạch thở thì tìm được số mol CO2 bằng 7,04 chia cho 44 bằng 0,16 mol. Số mol của nước bằng 2,88 chia 18 bằng 0,16. Ta thấy số mol nước bằng số mol CO2, vậy chắc chắn anh ethen này là ethanol. Chào Nguyễn Thư. Ethanol công thức sẽ là CnH2NO2 cộng với lại oxy thì thu được CO2 cộng nước. Khối lượng ethen bằng 3,52. Khối lượng CO2 bằng 7,04. Khối lượng nước bằng 2,88. Vậy thì nghĩ ngay đến bảo toàn khối lượng các em ạ. Vậy thì tìm được khối lượng oxy luôn. Và từ khối lượng oxy thì ngay lập tức ta sẽ tìm được số mol của oxy. 7,04 cộng với 2,88 trừ đi 3,52 bằng 6,4. Thế thì được khối lượng oxy bằng 6,4 rồi. Thì chia cho 32 thì tìm được số mol luôn bằng 0,2 mol oxy. Được chưa? Thế mà số mol CO2 bằng 0,16 nhé. Số mol của nước lại bằng là 0,16 nhé. Thế vậy đến đây thầy bảo toàn nguyên tử nguyên tố thì thầy sẽ tìm ra được nguyên tử nguyên tố oxy thì tìm ra được số mol ethen. Các em cùng chú ý thầy bảo toàn này. 0,16 nhân 1, bởi vì trong nước có một oxy thôi. Cộng với 0,16 nhân 2 trong CO2 có 2 oxy. Nhân 2. Trừ đi 0,2 nhân 2 do trong oxy có 2 oxy. Trừ đi 0,2 nhân 2 bằng 0,08. Nhưng do trong thằng ethen này có 2 oxy nên nó phải chia cho 2. Vậy số mol ethen bằng 0,04. Do số mol ST bằng 0,04
lên đến đây thì tìm được công thức là 0,16 chứ 0,4. Và anh này là C4. Thái giúp thầy xe lại về tường nhá. Tag các bạn của em vào trong video live stream này. Được chưa? Wow, Hà Trung Đức comment đáp án đầu tiên đấy. Rất tốt. Mình tiếp tục nào. Vậy đến đây thì tìm được số mol NT bằng 3,52 chia cho 88 bằng 0,04 mol. Tác dụng hết với cao á thì sinh được muối. Vậy muối ta có dạng là RCOK các em ạ. Và hoàn toàn RCOK là 0,04 này. Mà khối lượng muối bằng 3,36. Vậy thì tìm được R cộng với CO là 44 cộng kali là cộng 39 thì bằng 3,36 chia cho 0,04 84. Vậy này thì tìm được R bằng 84 trừ đi 39 trừ đi 44 bằng 1. Nếu R bằng 1 thì chúng ta chắc chắn chỉ có thể là gì? H HCOO 4 carbon là C3H7. Anh này tên gọi là gì nhỉ? Propin format. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Vừa nãy bạn Hà Trung Đức comment rất đúng. Linh Bùi tốt, phù hợp đúng. Huy Heineken đúng. Nguyễn Thu Hà đúng, anh Tặng đúng, rất tốt. Đấy các bạn nhanh tay share lại video live stream về tường. Chúng ta tất cả các bạn có em vào trong video live stream này. Bởi vì ở đây là thầy đang chạy cái chuỗi live stream giúp đỡ các em trong cái kỳ thi kiểm tra giữa học kỳ. Và thực ra cũng là chúng ta đang chạy đà cho cái kỳ thi kết thúc học kỳ chuẩn bị tới. Điểm phải thật cao. Tin thấy mình bạn nào cũng phải điểm thật cao. Câu 27 50ml dung dịch glucose nồng độ xmol phản ứng hết với một lượng dư dung dịch AgNO3 glucose nhé, thu được 3,24 gram kết tụ bạc. Thế này bấm máy tính thôi. 3,24 chia cho 108 thì số mol nó bằng 0,03 mol. Thế thì ngay tức thể tìm được số mol glucose luôn. Bởi vì một glucose, một glu thì cho ta 2 bạc. Thế mà số mol bạc lại bằng 0,03 thì ngay tức mình tìm được số mol glu bằng 0,015. Vậy đây mình tìm được nồng độ 0,015 chia cho 0,05 bằng 0,3. Vậy nồng độ chúng ta đáp án B. B bỏ. Nguyễn Thu Hà tốt, phối hợp tốt. Phạm Xuân Hùng nhầm mất rồi em ơi. Nguyễn Ngọc Thái tốt. Văn Nghiêm Lê tốt, Tạ Thị Linh tốt, Ngọc Hồng tốt. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 28. Các em comment đáp án thật nhiều rồi nhá. Câu 28 chúng ta còn 12 câu nữa cơ. 12 câu. Chúng ta thấy là đề thi thử của trường Bắc Long Quan này cũng khá là nhàn, đúng không? Đến phần bài tập rồi, bấm máy tính điên đảo đấy các em. Thầy đang hướng dẫn đấy. Ngoài, khát nước quá. Các em đợi thầy tí, thầy uống một nước. Và các em nhanh tay chào Thái. Thái xe về xong rồi là wow, Đinh Công Hữu mai thi à? Mai thi khả năng cao tối nay em là xem là trúng đề nhiều lắm đấy. Thái xe vào trong các nhóm chat thông tác tất cả các bạn của các em vào trong video live stream này nhá. Nhất là team offline thầy ạ. Ngọc Hồng, ok. Câu 28. Lên men glucose. Vậy thầy có số mol glucose 324 chia cho 180 1,8 mol. Hiệu suất 80%. 80% là bằng 80/100. Vậy là bằng 0,8. Khối lượng ancol nitric một glu thì lên men tạo thành 2 lần CH5OH. Vậy thì tìm được số mol 1,8 nhân 2 chia 1. Thuận nhân. Vậy thuận với nhân hiệu suất nhân 0,8. Được chưa? 1,8 nhân 2 nhân 0,8. 1,8 nhân 2 nhân 0,8 bằng 2,88 mol. Nhân với 46 bằng 132,48. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C. Thái đúng, Chu Y đúng, Văn Nghiêm Lê đúng. Rất tốt. Vô tí hôm nay em phải xem đi. Tại vì dạo này có khá nhiều bên là copy cái phần nội dung live stream của thầy. Nên là thầy like xong rồi thầy sẽ ẩn đi đấy. Hoặc là thầy xóa đi đấy. Nên là các em phải xe lại đấy, phải xe lại về tường, nếu không là tí là thầy ẩn đấy. Tất cả các em đều như vậy luôn. Nếu mà không xe mà chốc là biến mất luôn. Mà thầy chữa tí nữa còn có mấy câu khối như em biết thì đề trường Bắc này đang sắp xếp từ dễ đến khó. Mấy câu cuối, mấy câu cực kỳ chất, mấy câu lấy điểm 10. Và thầy sẽ chữa theo cách cực kỳ nhanh cho các em. Em biết rồi, học thầy cực kỳ chất. Câu 29, lên men dung dịch chứa 240, thế chỗ này để ghi ra nhá. 29 này. 240 glucose. Mình định tìm số mol glu 240 chia cho 180 bằng thầy lấy phân số vậy bằng bao nhiêu nhỉ? 4/3 mol. Lên men dung dịch chứa hiệu suất quá trình và anh này tạo thành CO2, 2 lần CO2. Số mol anh này số mol ban đầu. Phản ứng sau. Sau phản ứng thì thu được số mol CO2 bằng 2 mol. Vậy CO2 ban đầu không có gì, suy ra số mol CO2 sinh ra là 2.
Vậy nên mình tìm được số mol glucose 2 nhân 1 chia 2 bằng 1. Vậy hoàn toàn đây thì tìm được hiệu suất. Hiệu suất bằng số mol phản ứng chia cho số mol ban đầu. Số mol phản ứng của chúng ta là bằng 1. Số mol ban đầu của chúng ta là 4/3. 1 chia cho 4/3 thì bằng 3/4, 75%. Đúng không? Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án B, bỏ. Chúng ta sang câu 30. Sẵn sàng nhé các em, 30. Ok. 77 anh em đang theo dõi video live stream. 77 bạn học cực kỳ chất. Nhanh tay giúp thầy share lại về tường tát tất cả các bạn của em vào trong video live stream này. Thầy nghĩ rằng chắc chắn rằng là với cái buổi học như này thì các em sẽ học cực kỳ chất và cực kỳ khủng. Và không thể tránh khỏi là cái đề thi sắp tới của em điểm sẽ cực kỳ cao. Wow, chúng ta tiếp tục sang câu số 30 nào. Đấy, các em thấy không? Học thầy cực kỳ kinh, bởi vì là chúng ta giải bài đấy thì dĩ nhiên rồi. Các em nhìn thấy là đến câu 30 mà mình mới làm hết câu 35 phút. Mà đây là thầy còn giải cho tất cả các em cùng hiểu. Được chưa? Hello. 30 à? 30 đang có Tiến Dũng Tiến comment, à Tiến Dũng Tiến comment đầu tiên. Thầy nhìn thấy bạn Tiến Dũng Tiến comment đầu tiên. Rất là tốt. Sau đó nhì là bạn Anh Tặng. Nhì là bạn Anh Tặng. Về 3 là bạn Nguyễn Hòa, nhưng mà thầy vẫn chưa xét là đúng hay sai. Về 4 là bạn Đinh Công Hữu. Rất tốt, và chúng ta đang ở câu 30. Câu 30 thì tính là tổng tập chúng ta đã như thế này rồi. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm m gam glucose 30 glu và sát vào nước. Thu dung dịch X thì dung dịch này gồm glu và sát, mệt quá. Cho dung dịch X tác dụng với AgNO3 trong NH3 thì thu được bạc. Thế mình tìm được số mol bạc nhỉ? 43,2 chia cho 108 thì như bằng 0,4. Vậy ngay tức mình suy được số mol glu luôn, 0,4 thì anh này bằng 0,2. Lý do là sát không trắng bạc, các em chú ý nha. Sát không trắng bạc. Tiếp tục, mặt khác thủy phân hỗn hợp X, thủy phân. Thủy phân thì ta thu được glu và ferúc. Nói chung glu và ferúc thì đều là C6H12O6. Rồi mang hỗn hợp đi trắng bạc thì thu được 172,8 thì bằng chia cho 108 thì bằng 1,6 mol. Biết rằng phản ứng trên xảy ra hoàn toàn toàn giá trị của M. Thế thì thế này, thầy đặt nhá, các em chú ý này. Rồi, cảm ơn Phương Loan. Ở đây chúng ta có này, glu và sát khi thủy phân ấy, thầy đặt nhá, thầy đặt glu này là không, là 0,2 rồi, sát là amoni. Vậy thì khi mà thủy phân ấy thì sát thủy phân ra một alpha glu và một beta ferúc. Đúng chưa? Chính vì vậy nên glu ở đây là 0,2 cộng với là A thì ferúc này là A. Suy ra C6H12 là công thức chung của glu và ferúc thì nó là 0,2 cộng 2A. Đúng chưa? 0,2 cộng 2A. Thế mà ở đây là 43,2 chia cho 108 bằng 0,4. 0,4 thì anh này bằng 0,2. 0,2. Rồi, ok, vậy đến đây mình sẽ có suy ra 1,6 lần số mol bạc thì bằng 2 nhân với 0,2 cộng 2A. Và đến đây chúng ta tìm được A. Sẽ ra hoàn toàn không có hiệu suất. 1,6 chia 2 bằng 0,8, 0,8 trừ đi 0,2 thì bằng 0,6, 0,6 chia cho 2 thì A bằng 0,3. Nhầm lại mà, đúng rồi. A bằng 0,3. Thế bài hỏi chúng ta là giá trị của M. Vậy tìm A được bằng 0,3 rồi. Vậy nên đây có glu 0,2 nhân 180 cộng với 0,3 nhân với lại 342 thì bằng 138,6. Đáp án đúng, đáp án D. Ô, đáng nhiên là dễ quá. Ừ em ơi, dĩ nhiên rồi, phần này là phần dễ. Tí nó đến 4 câu cuối nó mới chất. Em mà chán sớm thì em đứt, bởi vì đây lại thấy nó thật với các em là cái tọa đề này ấy, nó chính là cái tọa đề mà là kiểm tra đại trà thôi, chứ chưa phải là đề thi thử. Nên đề kiểm tra đại trà thì là dành cho tất cả các bạn đại trà, mà cả các bạn mất gốc, cả các bạn ban D, các bạn ban C đều cùng làm chung một cái tờ đề này. Và dĩ nhiên là 44 câu cuối ấy, là câu 37, 38, 39, 40 thì mới là chất, mới kinh khủng. Và ta mới đến câu 31 thôi. Đúng, chính xác. Làm đề phải làm đề chất. Chất thì mới khủng được, và học thì cũng phải học người dạy chất. Bởi vì nếu không chúng ta sẽ mất thời gian vô ích, lãng phí cực nhiều thời gian. Ok. Câu 31 nào? 31 comment đáp án nào? Chưa thấy bạn nào comment đáp án. Bấm máy tính nhanh vào, tất cả các bạn học thầy đều bấm máy tính cực kỳ nhanh những câu này. Câu 31 này của chúng ta là đang chuẩn bị sang mốc 8 điểm này.
Nhưng mà đề này là đề thi giữa kỳ nên là nó chỉ có khó từ câu số Ok, mình tiếp tục nào. Câu 31, các em có thể hỏi tất bất kỳ một bạn nào đã và đang học thầy Minh thì các em sẽ biết là độ chất nó như thế nào. Điểm thi của thầy luôn luôn được vào top tất cả các thầy luyện thi đại học. Câu 31, cho 1 gram tinh bột lên men thành ăn acolytic. Vậy tinh bột của ở đây của chúng ta là C6H10O5. Đáng nhất là ký hiệu C6H10O5 tất cả N lần nhưng thầy vứt cái thằng N đi làm cho nó dễ. Lên men thành ăn acolytic hiệu suất 60%. 60% thì lấy là 0,6. Toàn bộ lượng CO2 hấp thụ, thế nên đây là thu được CO2, 2 CO2. Thầy tách riêng vào CO2 này nhé. Hấp thụ vào nước vôi trong dư. Hấp thụ nước vôi trong này. Không có từ dư kìa. Thì thu được kết tủa. Vậy kết tủa ở đây chúng ta chắc chắn là kết tủa CaCO3. Và dung dịch X. Dung dịch Y. Đun kỹ dung dịch Y. Đun kỹ. Thì thu được 50 gram kết tủa nữa. Vậy chắc chắn kết tủa nữa là kết tủa CaCO3. Vì vậy nên dung dịch Y chúng ta là CaHCO3. Hai lần. Và ở đây rất rất nhiều bạn sai. Sai đâu. 50 gram. Đây là anh này 0,5. Trên này 275. Vậy là 2,75. Các em rất hay quên ở đây còn có CO2 thoát ra. Đấy là một cái quên đầu tiên. Chính vì vậy nên là thầy mới dặn chúng ta là phải làm sao? Bảo toàn canxi 0,5 x 1. Và anh này bằng 0,5. Tiếp tục lên đây chúng ta bảo toàn carbon 0,5 x 2 bằng 1. 1 cộng 2,75 bằng 3,75. Hình như câu này quen quen có trong đề thầy. Số mol CO2 bằng 3,75. Vậy ngay tức mình suy ngược ra được số mol này bằng 3,75 x 1 chia 2. 3,75 chia 2. Được chưa? Thuận nhân nghịch chia. Đây là thuận thì phải nhân 0,6 nhưng đây là nghịch thì nghịch chia. Chào Hải Long. Chia 0,6. Hải Long bỏ các đệ tử vào học thầy đi. Bên này thì tìm được số mol của tinh bột. 3,75 chia 2 chia 0,6 bằng 3,125 nhân 162. Kết quả chúng ta bằng 506,25. Đáp án đúng đáp án. À. Đấy, thế thì trong lúc mà các em làm đề này thì các em cũng phải cảm ơn em Thanh Dung. À, Thanh Dung Mạnh, học sinh cưng offline của thầy đã giúp thầy là tẩy cái đáp án đã giúp thầy là tẩy làm sạch cái tờ đề này. Mà mình cũng cảm ơn bạn Ánh Tặng đã tặng cho thầy cái tờ đề này để mà thầy có thể livestream cho các em cái tờ đề này ngày hôm nay. Sang câu 32. Nào, 32. 31 đáp án A. Rất tốt. Vihaniken. Rồi. 32 Phạm Xu Huỳnh Hùng comment đầu tiên, rất tốt. Tạ Thùy Linh comment thứ hai. Wow, bọn này học trâu thế nhỉ? Hình như 2K1 để học trâu cả 2K năm ngoái. Muốn tội là ít thôi. Mình tăng tốc lên. À đúng rồi, tại vì năm ngoái thầy không livestream vào đợt này. Đợt này thầy bận, năm nay chiều 2K1 nhất nên thầy mới livestream vào đợt này. Mình có này. Câu 32. Ngọc Mỹ tốt. Anilin là C6H5. Nó này. Ta tìm được số mol nhỉ? Hình như anh em 93 đúng không em? 12 x 6 cộng 5 cộng với lại 14 cộng 2 bằng 93 đúng rồi. 2,046 chia N bằng 0,022. Tác dụng dung dịch brom. Sau khi phản ứng thu được kết tủa 2,46 tribrom anilin. Tribrom anilin. Vậy là C6H2Br3NH2. Một anh này thì ăn 3 anh brom cộng 3HBr. Vậy thì tìm tôi luôn số mol brom luôn. 0,02 nhân với 3 bằng 0,066. Vậy thì tìm được khối lượng brom phản ứng nhân với lại 80 nhân 2 160. 10,56 gam brom phản ứng. Vậy loại đáp án A. Và đáp án B. Ra khối lượng kết tủa 0,022. Lại quay lại được 78 bạn theo dõi rồi. Các em nhanh tay xe về tường, tát tất cả các bạn của em vào đây bởi vì chúng ta chuẩn bị vào phần khó rồi đấy. Đây thầy nhắc lại, đây là đề thi của trường trung học phổ thông, thi giữa kỳ của trường trung học phổ thông Bắc Đông Quan, một trong số những trường khá là chất, màu nằm trong top chất nhất Thái Bình. Và đôi khi những cái tờ đề này rất là hay. À, ta có khối lượng sẽ bằng 0,022 nhân với mở ngoặc đơn 12 nhân 6 cộng 2 cộng 80 nhân 3 cộng 14 cộng 2 bằng 7,26 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C. Ok. Mình sang câu tiếp theo, câu số 33. Câu số 33. Vừa nãy thầy nhớ có bạn kêu là để dễ quá làm buồn ngủ. Bây giờ chúng ta mới đạt đến những câu kinh khủng đúng không? Bắt đầu khó dần rồi, các em đã cảm giác độ khó rồi. Thầy chữa câu 33 nhá. Nhìn kỹ nhá, thầy chữa chậm chậm thôi, chúng ta cùng nhìn. Ok. Tôi chắc hoàn toàn một amin no đơn chức mạch họ. Chú ý, no đơn chức. Vậy nó là CN
H2N cộng 3N thu được, đây cộng oxy này, thu hỗn hợp gồm CO2 H2O N2 đốt cháy đi qua H2 bốn đặc dư thì khí thoát ra, vậy thì anh này giữ lại nước, vậy khí thoát ra chúng ta là CO2 và nitơ. Tỷ khối cho heli là 10,556 nhân với 4 thì bằng 42,224. 42,224. Anh CO2 là bằng 44, anh nitơ bằng 28. 44 trừ đi 42,24. Có ra tụt xuống còn 66, bạn xem này. Thầy cứ giải mà mấy câu khó khó tí lại tụt là sao nhỉ? 42,224. À chắc là sức mạnh của Quỳnh Búp Bê. Trừ 28. À đúng rồi, sức mạnh của Quỳnh Búp Bê có khác. 14, chết rồi. 42,224 trừ đi 28 bằng 14,224. Thằng này chia thằng này bằng đâu ấy, chia cho 1,776 bằng 8. Vậy anh này 8/1. 8/1. Tiếp tục đề bài nói, biết amin phản ứng với HCl ra được muối dạng RN3Cl. Ok, thế ngon rồi. Vậy ở đây thì có này, chỗ này thầy chưa biết, vậy thì đặt này. Thầy đặt số mol nitơ là 1 thì số mol CO2 là 8. Vậy nếu số mol nitơ là 1 thì số mol CO2 là 8. Đúng không? Vậy thì bảo toàn nitơ này. Anh này nitơ là 1 nhá, thì bảo toàn nitơ này. 1 x 2 bằng 2. Vậy số mol cháy là 2. Đúng rồi, huy tắc các bạn mới đi, bây giờ mới tắc. C bằng 8 chia 2 bằng 4. Vậy suy ra công thức của anh amin này là C4H11N. Và đề bảo số công thức cấu tạo của amin thỏa mãn. Nhưng mà tác dụng HCl thu được muối RN3Cl, vậy đây là amin bậc 1 thôi nhá. Và bậc 1 thì thầy có một cái chiêu cực kỳ kinh khủng, 4 co 4 đỡ phải làm nhiều. Đáp án đúng đáp án B. Một trong số những skin 003 buổi trước thầy vừa mới dạy. Bạn nào mà chưa biết thì nên xem lại skin 003 và đón chờ skin 004 nhá. Skin 004 thầy sẽ nói về đồng phân của este và đồng phân của amin, cực kỳ kinh khủng và cực kỳ chất. Đấy là vào tối thứ 6 nha. Tối thứ 6 chúng ta sẽ có cái skin 004 lúc 21:30. Câu 34 nào. Đâu rồi, mấy bạn đang kêu dễ rồi. Câu 34 nào. Chúng ta chuẩn bị đến câu 38 rồi đấy. Câu 36, 37, 38 khá chất luôn. 34. Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức mạch hở X với số mol cao H bằng 0,1. Vừa đủ thì thu được 4,6 gam ancol. Thế thì ngay tức thể tìm được phân tử khối của este luôn. 8,8 chia 0,1 este đơn chức X này bằng 8,8, phân tử khối bằng 88. Mà nó là CN đơn chức không biết no hay không. Đúng chưa? Thế bằng 88 nó biết ngay nó là C4H8O2, đỡ phải làm nhiều. Thế thì suy số mol ancol này bằng 0,1, vậy suy ra phân tử khối ancol Y bằng 46. 46 thì ta biết ngay nó là C2H5OH, đỡ phải làm dài dòng. Thế thì vậy anh này sẽ có dạng là CH3COOC2H5OH. Nhưng đề bài hỏi chúng ta này, ancol Y chứ phải ST. Đề bài hỏi ancol, vậy tên gọi của Y, thế là đề bài sai rồi. Ở đây đề của trường Bắc bị sai một câu. 46 gam một ancol Y, tên gọi của Y, tên gọi của Y nó phải là ancol ethylic. Ancol ethylic, vậy là đề sai, lỗi một câu. Nhưng có lẽ chúng ta nên hiểu ý của người ra đề. Chắc khả năng người ra đề là muốn hỏi là ancol X là gì, đúng chưa? Muốn hỏi ethylic là gì? Ethylic của chúng ta sẽ là etin acetat, nên thầy nghĩ là những bạn nào tô đáp án C là đúng. Nhưng các em chú ý nhé, người ra đề gõ sai. Được chưa? Thế thì khi mà các em học thầy ấy, các em sẽ bắt được lỗi của những người ra đề. Mà đôi khi mà biết là mọi người giải sai ở đâu và em còn đoán được ý của người ra đề cơ. Đấy là cái chất riêng của thầy. Các em cần chú ý nhá. Chúng ta tiếp tục sang câu 35, chuẩn bị sang phần khó rồi. Và thầy rất mong muốn 63 bạn đã và đang theo dõi video livestream mình nhanh tay xe lại về tường, tác tất cả các bạn của các em vào đây, bởi vì chúng ta chuẩn bị đến những cái câu cực kỳ khó và cực kỳ chất với những phương pháp giải cực kỳ kinh điển. Chào Bùi Điểu. Vào muộn quá nhưng mà học thôi. Không sao cả, xe về tường tí nữa thầy để lại, xong rồi chốc em xem lại được. Câu 35, sau phòng hóa hoàn toàn 22,25 gam chất béo bởi NaOH thu được 2,3 gam glycerol. Vậy ta tìm được số mol glycerol bằng 2,3 chia cho 92 bằng 0,025 ạ. Và m gam muối. Thế đây ta có này, chất béo cộng NaOH, 3 NaOH để tạo thành muối cộng glycerol. Ta có khối lượng chất béo bằng 22,25. Khối lượng
glycerol bằng 2,3. Đề bài hỏi mờ muối, vậy thì cần tìm được khối lượng là AOH nữa là xong. Rất là may mắn với chúng ta là số mol là AOH thì lại bằng 3 lần số mol glycerol. Vậy hoàn toàn là thầy tìm được số mol là AOH bằng 2,3 này, 2,3 chia cho 92 thì bằng 0,025, số mol glycerol bằng 0,025. Vậy nhân 3 lên thì bằng 0,075. Vậy thì tìm được khối lượng của AOH bằng nhân 40. Bên đây thì bảo toàn khối lượng thì tìm được mờ muối. Rất là dễ dàng, em thấy không? Thầy làm cực kỳ dễ luôn. Ta có 2,25 cộng với 0,075 nhân 40 trừ đi 2,3 bằng 22,95, là bằng đúng đáp án A. Thầy vừa nhìn thấy bạn Ánh, bạn Tạ Thùy Linh, bạn Bùi Điểu, bạn Chu Huy, bạn Phạm Xuân Hùng, bạn Huy An Linh Ken, từ nãy đến giờ các bạn này đều comment rất là đúng và rất là chính xác. Các em giúp thầy share về lên trên trang cá nhân, xong tắt tất cả các bạn của các em vào trong video livestream rồi nhá. Giờ mình sang câu số 36 rồi. Mở một tí cho các em nhìn câu 37, cực kỳ kinh khủng và cực kỳ chất. Câu 36 nào. Các em giúp thầy xem lên trên trang cá nhân và tắt các bạn các em vào đây nhá. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào các câu chất. Và rất là mong muốn những các bạn nào mà đã có bạn học trường Bắt Hồng Quan, và em biết là những bạn nào học vào trường Bắt Hồng Quan thì tắt các bạn vào đây để các em xem thầy chữa cho các bạn này 4 câu cuối. Và thầy biết là 4 câu cuối này rất ít người chữa cho các em. Câu 36. Thầy chữa xong 40 câu này thầy sẽ đi ngủ. Cảm ơn bạn nào, bạn Hà Trung Đức vừa giúp thầy. Ta có 1,575 gamma min x đơn trước mạch khảo bậc 1, tác dụng HCl dư. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn muối. U rồi, ôi câu này dễ ơi là dễ luôn. Vậy ta có bảo toàn khối lượng đúng không? Amin đơn trước này thì đặt là RnH2 này cộng HCl này để tạo thành muối này. Thầy chẳng quan tâm muối là gì luôn. Anh này bấm máy tính ra đáp án thôi, nhưng mà thôi thầy chữa cho các em cùng nhìn. 2,8525. Thế là ngay tức em nhìn biết ngay, em tìm được khối lượng của HCl đúng không? Mình có này 2,8525 2,8525 trừ đi 1,575 bằng, được chưa? Sau đó mình chia cho 36,5 bằng số mol bằng 0,035. Thế số mol HCl 0,035 thì chính bằng số mol amin, bởi vì anh này có một chức đúng không? Vậy mình có là 1,575 chia N ra được phân tử khối 45. Amin và phân tử khối 45 thì chỉ có thằng nào? C2H5NH2. Vậy đáp án đúng chúng ta là ethylamin. Đề trường của Loan thì chắc là tối thứ 3 thì chữa nhá, Loan nhá. Được chưa? Tối thứ 3 thì sẽ livestream chữa. Còn nếu mà sớm hơn thì sớm hơn. Cái đấy thầy chưa biết. Bây giờ chúng ta sang câu số 37. Bạn Ánh tặng một người làm đúng từ nãy đến giờ nhìn đề mấy câu thấy hoa cả mắt. Đúng rồi đấy. Câu 37, câu 38, câu 39, câu 40. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào làm những câu này các em ạ. Các em sẵn sàng chưa? Nếu sẵn sàng rồi thì share thật nhiều video live stream về đây, về thầy sẽ scan cho các em những cách làm những câu vận dụng cao để lấy điểm thật cao. Ok, được chưa? Nhìn phê chưa? Bắt đầu chữa nhá. Ok, sẵn sàng. Let's go, sàn bọt. Xong 4 câu này ta sẽ đi ngủ. 37, x là ethanol đơn chức. X là ethanol đơn chức. Thầy có ghi x ethanol đơn chức, vậy nó sẽ có dạng là C. Thầy cứ ghi ethanol đơn chức nhé. Ethanol đơn Y là este đơn chức. Este đơn có nối đôi CC. Tất cả bọn này đều mạch thở, không quan tâm nhiều. Số mol này 0,8 mol. Đớp nhau với NaOH do đơn chức thì đáng nhẽ đớp nhau với 0,8 đúng không? Nhưng mà thằng này lấy dư 20%, vậy là nhân với lại 1,2 thì bằng 0,096. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được mờ gan chất rắn khan. Chất rắn khan đây chắc chắn là gồm có muối và NaOH dư. Số mol dư thì dư là 0,096 trừ đi 0,08 bằng 0,016. Hỗn hợp F chứa han côn đồng nặng liên tiếp. F han côn đồng nặng liên tiếp, chú ý là đồng nặng. Kế tiếp, nung F với CuO, an côn nung với CuO, thu được hỗn hợp G. G là 2 anhydride. Khi mà G là 2 anhydride thì chắc chắn han côn thì chúng ta là han côn bậc 1, suy ngược là han côn bậc 1. Được chưa? Lấy toàn bộ G, anhydride là nhóm chó, tác dụng AgNO3 trong NH3.
thì thu được bạc. Thầy tìm được số mon bạc 28,08 chia cho 108 bằng 0,26 mon. Thế thì thầy có này. Do ST đơn chức, tất cả hàng này đều ST đơn chức nên chắc chắn thầy có số mon ancol cũng là đơn chức. Vậy số mon tổng số mon ancol bằng số mon ST 0,08. Đến đây thì tìm được số mon anhydride bằng 0,08. Vậy thì có tỷ lệ giữa số mon bạc chia số mon anhydride bằng 0,26 chia 0,08 bằng 3,25. Chúng ta lưu ý là ancol này ancol đơn chức thì anhydride này anhydride đơn chức. Mà 3,25 lớn hơn 2, nhỏ hơn 4, điều này chứng tỏ có một anh là HCSO. Vậy mà anh còn lại do là đồng đẳng kế tiếp nên nó sẽ là CH3 CHO. Mấu chốt đầu tiên của chúng ta HCSO và CH3 CHO. Ok chưa? Thế thì hoàn toàn chúng ta bấm máy tính chúng ta tìm hai này nhá. 1 2. Hoàn toàn ok, hoàn toàn ta có nhá. Ta có này. Nhìn kỹ này, tổng số mol bọn này thì bằng 0,08 này. 1 1. 0,08. Tiếp tục này, ta có là ra bạc này. Thì ta có là một anh CHO thì ăn 4 bạc, 4 bằng một anh CH3 sẽ đua 2 bằng 0,26. 0,05, 0,03. Với HCSO là 0,05, CH3 CHO là 0,03. Cực kỳ kinh khủng luôn đấy. Rồi tiếp tục này, ta có tiếp tục này. Để ý này. Tiếp tục nhá. Thế thì vậy số mon mỗi anh ancol này là 0,08 và 0,3. Vậy chúng ta cần chú ý này, số mon x lớn hơn số mon y. Vậy một anh 0,05, một anh 0,03, vậy thằng x thì chúng ta là bằng 0,05, thằng y chúng ta là 0,03. Thế đã. Giá trị của m. Đề bài của chúng ta giá trị của m là giá trị của anh nào nhỉ? Đâu rồi, đề bài mọi m đâu? M đâu nhỉ? Tốt cháy dùng này. Hỗn hợp cô gắng dung dịch cho bạn được m gam chất rắn. Vậy là hỏi m đây. Khối lượng chất rắn này bằng bao nhiêu? Ok, thầy không biết đâu. Từ từ, thầy đang giải. Các em chú ý nhá, tiếp tục này. Thế ở đây này, bây giờ đề bài cho chúng ta một cái dữ kiện nữa. Thế anh này là HCSO thì ancol, một anh ancol sẽ là CH3OH. Đúng không? Và một anh ancol sẽ là C2H5OH. Đúng chưa? Vậy ethen đơn này của chúng ta này sẽ có dạng là 0,05 ở đây, 0,03 ở đây. Vậy ethen đơn ở đây của chúng ta sẽ có dạng là CnH2n cộng 1 COO CH3. Đúng chưa? Anh STI này sẽ có dạng là CmH2m trừ 1 COO C2H5. Đúng nhỉ? ST đơn chức, số mon x lớn hơn số mon y. Đây x lớn hơn, đúng rồi. Ok chưa? Thế vậy bây giờ thì tóm tắt lại bài toán chúng ta là một anh là CnH2n cộng 1 COCH3 với số mon 0,05 với số mon 0,03 nhá. Hai anh này lại đốt cháy với oxy. Cần vừa đủ số mon oxy là bằng 7,28 chia cho 2,4. 7,28 chia 2,4. Ô sao còn có 51 bạn lên này. Các em ơi, xe về tường gâu xe để cho chúng ta cùng học được nào. Để cho thầy có hứng cùng giải. Cực kỳ chất. Và thầy nghĩ là những cái bài này chỉ với những bạn chất thôi. Những bạn không chất không làm đâu. Đặt A, đặt B nhá. Các em cần lưu ý nhá. Anh ST này, ST no đơn này. Thì đốt cháy luôn luôn cho ta số mon nước và số mon CO2 này. Anh ST này, ST có một đôi CC này. Đơn chức này. Thì đốt cháy luôn luôn cho chúng ta là số mon CO2 trừ số mon nước bằng số mon của nó. Vậy mình có đầu tiên là B trừ A bằng 0,03. Được chưa nào? Tiếp tục nhá. Do B trừ A bằng 0,03, thầy lại có tiếp tục là bảo toàn nguyên tử oxy. Được chưa? Thầy có 0,05 nhân 2 này cộng với 0,03 nhân 2 này cộng với 0,325 nhân 2 này thì bằng A cộng 2B này. Và đây các em tìm được AB. Bấm giúp thầy cái máy tính nhé nào. Lâu đầu cũng bảo trừ 1 bằng 1 bằng 0,03 bằng 1 bằng 2 bằng 0,05 nhân 2 cộng 0,03 nhân 2 cộng 0,325 nhân 2 bằng
Một anh bằng 0,25, một anh bằng 0,28. A bằng 0,25. B bằng 0,28. Oh, sorry, thầy bấm nhầm rồi. Hình như thầy bấm nhầm. À, A trừ 1, đúng rồi. 1, rồi. 0,3, rồi. A, 1, 2, đúng rồi. Một anh bằng 0,25, một anh bằng 0,28. Thế đến đây xong rồi các em ạ. Thế xong rồi. Đến đây thầy đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ. À, sorry, thầy bảo toàn carbon. Bảo toàn carbon. Thầy có này. 0,05 nhân N. Cộng với lại 2 đúng không? Cộng với lại 0,03 nhân M cộng 3 thì bằng 0,28. Đến đây ta suy ra được 0,05 N cộng 0,05 N cộng với 0,1 cộng 0,03 M cộng 0,09 bằng 0,28. Đến đây thầy được là 5N cộng 3M bằng bao nhiêu nhỉ? Các em giúp thầy cái. 0,28 trừ đi 0,09 trừ đi 0,1 bằng 9. 5N cộng 3M bằng 9. Vậy thì chắc chắn là N chúng ta chỉ có thể bằng. Ôi thôi chết rồi, mình đang bị lỗi ở đâu ấy. 0,28 này 0,18 9 đúng rồi. À, thầy có bị lỗi đâu không nhỉ? 0,05N cộng 0,03M. Các em ngó vào thầy chút. Các em ngó vào thầy chút xem là thầy đang bị biến đổi lỗi đâu ấy. Thầy đang bị biến đổi lỗi đâu đấy. N cộng 2 rồi. 0,3 nhân với lại M cộng 3 này bằng 0,28 này. À đúng rồi. Vậy ta chỉ có thể là N bằng 0 và M bằng 3 thôi các em ạ. Được chưa? Với N bằng 0 và M bằng 3 nhé. Được chưa? Với N bằng 0 và M bằng 3 thì mình thay bên trên này. Mình thay bên trên này. N bằng 0 này thì suy anh này là HCOOCH3 này. M bằng 3 này thì trên này là bằng C3H6 trừ 1 là 5 COOCH5. Vậy ta thu được hai muối chúng ta là gồm HCOONA và một anh là C3H5 COONA. Chúng ta có số mol, một thằng là bằng 0,05, một thằng là bằng 0,03. Đến đây em tìm được mở chất đán. Bấm giúp thầy em mở chất đán bằng bao nhiêu. Ok chưa? Kinh khủng chưa? Chất chưa? 0,05 nhân 68 cộng với 0,03 nhân một đơn 12 nhân 3 cộng 5 cộng 44 cộng 23. Thầy thì bây giờ mới nhìn cái bài này, tại vì thầy đi dạy off mãi quá nên thầy cũng chưa có kịp lướt qua đâu. Giờ thầy mới chữa cùng các em đấy. Yeah. Đây những câu vận dụng cao. Không phải ai cũng nếu mà toàn hát thì ra được em ạ. Nha, những bạn nào mà đang theo dõi video livestream giúp thầy xe này về tường nhá. Đấy, những câu này rất là kinh. Không phải ai nhìn đề này lần đầu tiên cũng làm được như thầy. Rất rất ít người em ạ. Không có mấy người làm được như vậy đâu. Và đây là các em nên chú ý rằng là thầy là còn chữa chậm để cho các em hiểu nhá. Còn nếu mà làm thì còn kinh khủng nữa. Chúng ta sang câu 38, ok chưa? Chất nhất của đất. Thầy bảo rồi, thầy Minh Melin dạy hóa cực kỳ chất. Chất nhất Việt Nam luôn. Nên là các em nhớ xe về tường, tác tất cả các bạn của các em vào đây. Không ai chữa cho em 4 câu với cách làm nhanh như vậy mà dễ hiểu như vậy đâu. Ok, tốt. Chúng ta sang câu 38 nha. Sẵn sàng với câu 38 chưa? Ok chưa? Để mình có bắt đầu. Câu 38 này lừa cực kỳ kinh. Hợp chất hữu cơ đơn chức X phân tử chỉ chứa các nguyên tố CHO. X này. X này, đơn chức này. Mà lại chỉ chứa CHO này. Không có khả năng trắng bạc. Vậy là không có chó. Vậy là không có HCOO. Rồi phải. Tác dụng vừa đủ với 96 gam dung dịch cao á. Câu này mới câu khoai khoắm. Chỗ này chúng ta phải cẩn thận nhé. 96 gam dung dịch cao hát này thì nghĩ là rất nhiều bạn bị sai chỗ này này. Cao hát này sẽ cùng một cả nước nữa. Nhiều bạn quên thằng này nên dễ bị chết. Thì tìm được số mol này, 96 nhân với lại 0,1166 bằng 11,936 gam. Vậy thì tìm được khối lượng nước bằng 96 trừ N bằng khối lượng nước bằng 84,8 gam. Thì tìm được số mol của thằng
cao hát 11,1936 chia cho 56 bằng 0,199 bằng 0,2 mol. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 23 gram chất rắn Y. Y là chất rắn, khối lượng bằng 23 gram. Và nước, đấy chúng ta chú ý nhé, nước này là gồm hai thằng này, một thằng nước ban đầu này và một thằng nước sinh ra do cao hát này. Đấy, tỉnh nhá, mình mà không tỉnh là đứt cước chỗ này luôn, hiểu không? Thế vậy đây này, nước do cao hát sinh ra chắc chắn là 0,2 mol, bởi vì ở đây cụ tụ vừa đủ mà. Nước ban đầu là 84,8 gram, được chưa? Thế vậy ngay tức thầy bảo toàn khối lượng là thầy tìm được khối lượng của anh X, đúng không? Bảo toàn khối lượng nhá, thầy tìm được khối lượng của X luôn này. Khối lượng của X bằng bao nhiêu nhỉ? Bảo toàn khối lượng cái MX bằng cộng tổng đi, 96 này cộng với động nhầm 23 này cộng với này khối lượng nước sau là 86,6 trừ đi này, khối lượng này là 96, 13,6 gram. Vậy khối lượng X bằng 13,6. Bước 1 thế này đã. Chúng ta tiếp tục nhá. 23 gram chất rắn. Rồi. N nước phản ứng với alo. Uầy, đau họng quá. 86. Chỗ này như thầy tính nhầm chút. Chỗ này có 86,6 gram nước sau thôi. 86,6 trừ đi 84,8 thì bằng 1,8. Chỗ này phải là 0,1 mol các em nhé. Chỗ này thầy tính nhầm đấy, 0,1 mol. Đốt cháy hoàn toàn Y, thầy tìm được X rồi. Khi đốt cháy Y là cộng oxy thì thu được CO2 số mol bằng 15,68 mà chia cho 2,4 bằng 0,7 mol. Số mol nước bằng 7,2 chia 18 bằng 0,4 mol. Và một lượng K2CO3. Thế thì hoàn toàn thầy đi bảo toàn kali được. Cái này 0,2 thì chui đây 0,1 thôi. Đúng chưa? Thế vậy đến đây nhá, thầy đi bảo toàn, thầy tìm được trong X carbon, hydro, oxy trong X. Carbon đây 0,7 này, cộng 0,1 x 1 bằng 0,8. Vậy trong nào này có 0,8 carbon trong X này. Hydro này 0,4 x 2 là bằng 0,8 này. 0,8 nhé. Cộng với này 0,1 x 2 này. Nhìn tinh ý chưa? Nhìn thấy không? Được chưa? Nhìn kỹ nhá. Bảo toàn hydro này 0,4 x 2 này cộng với 0,1 x 2 này. 0,4 x 2 là bằng 0,8 đúng không? Được chưa nào? Cộng với lại 0,1 x 2, đúng chưa? Thì là bằng 1. 1 trừ đi 0,2 hydro trong này ngoài là còn 0,8. Hydro trong này là 0,8. Tính ý nhá, tiếp tục này. Bảo toàn oxy này. Bảo toàn oxy mới là cái vất vả. Bởi vì đốt cháy oxy. Được chưa? Thế thì mình có là bảo toàn anh oxy trong X thì bây giờ mình có khối lượng rồi thì bảo toàn oxy nhanh hơn. 13,6, 13,6 nó rất là tinh ý, trừ đi 0,8 nhân 12 trừ đi 0,8 bằng 3,2 chia cho 16 bằng 0,2. Thế mình tìm được là số mol C, số mol H, số mol O nhá. Quá siêu, quá hấp dẫn. Cảm ơn Trần Nguyệt, cảm ơn Đinh Công Quốc. Các em chia xe lại về tường nhá. Xe lại về tường tác các bạn vào đây thì thầy mới có sức để mà thầy giải tiếp được cho các em. Thế thì C chia H chia O bằng 0,8 chia 0,8 chia 0,2 nhá. Mà anh này đơn chức này. Đơn chức thì các em nhìn này, nhìn đáp án này, toàn 2 oxy thấy chưa. Thế vậy suy ra chắc chắn chúng ta là gì? C chia H chia O bằng 0,8 chia 0,8 chia 0,2 thì bằng 4 chia cho 4 chia cho 1. Suy ra công thức đơn giản là C4H4O. Nhưng tất suy ra công thức phân tử là C4H4O tất cả N lần. Nhưng ở đây ta nhìn tất cả bọn này đều có 2, vì vậy mình suy ra công thức phân tử là C8H8O2 luôn. Ok chưa? Tiếp tục. Thế công thức cấu tạo của X xong rồi. C8, 8 carbon, 1, 2, 8, ui 8, ui A loại thằng năng này. Chưa được, tiếp tục. Đơn trước, chưa nói năng được gì nhiều. 23 gram chất rắn Y
Thế bây giờ này, mặt khác các em để ý nhá. Số mol thằng này bằng 13,6 chia cho anh này thì bằng 0,2. Ta thấy số mol cao H chia cho số mol X bằng 2. Bằng 2 điều này chứng tỏ là gì? Bằng 2 điều này chứng tỏ là gì? Bằng 2 thì điều này chứng tỏ chắc chắn một điều rằng là anh này không phải là ST đơn chức bình thường. Có nghĩa là anh này phản ứng với cao H tỷ lệ 1:1 này, loại thằng này. Đúng chưa? Được chưa nào? Đấy, nhìn kỹ nhá. Thế thì tiếp tục này. Anh này, vậy là ta còn hai anh này thôi. Đúng chưa? Vậy đây là chắc chắn là X này là phải được tạo thành từ thằng gì nhỉ? Ancol hoặc phenol. Đây này, phenol này, hai này đều có phenol, đều ăn được tỷ lệ 1:2. Được chưa? C8H8O2. Bọn này cũng là C8H8O2 đây. Giờ ta đi loại bọn này. Thế thì loại bọn này phụ thuộc vào chất rắn Y này. Mình tìm nốt công thức chất rắn Y nữa sau này. Em nhìn nhá. Nếu mà chất rắn Y bảo toàn thì anh này là 0,1 mol này. Anh này là C7. Vì chất rắn Y ta có 7 carbon. Vậy 7 carbon thì anh này loại 6 carbon thôi, chất rắn Y. Đúng không? Đúng không? Chất rắn Y ta là hỗn hợp nhá. Hỗn hợp gồm có C6H4, CH3O này. Vậy là HCO. Đúng không? Nhìn thấy chưa? Tinh ý vào. Thế vậy thì đáp án đúng của chúng ta ở đây phải là đáp án CH3CO, C6H5. Bởi nó không có khả năng trắng bạc. Thằng C trắng bạc loại luôn. Con này. Ok chưa các em? Phải đặc biệt tốt, nhìn tốt đấy. Đấy, những bạn đã và đang theo dõi video livestream thì là chắc chắn biết độ chất của thầy rồi. Các em mai đến lớp bảo với các bạn là đấy, tao biết được ông thầy Minh Linh học chất lắm. Xe lại về tường và cái video livestream này là chắc chắn thầy không xóa đâu. Thầy để lại cho các em có thể xem đi xem lại thật nhiều. Để các em học. Giờ mình sang câu 39 nhá. 39. Mấy bạn là tạ ơn trời đã cho mình ở đây PDF vui điều ấy thì không có file PDF mà. Tạ ơn Chúa thì xe nhiều vào. Câu 39, đốt cháy mở ga hỗn hợp 2 amin. Hỗn hợp 2 amin chưa biết là gì. Thôi amin thì cứ đặt là CXY. NT nhá. Cần đúng lít không khí. Không khí thầy gồm có oxy và nitơ đau họng được em ạ. 26,88 chia cho 2,4. 1,2 mol. Oxy có 20% oxy và 80% nitơ. Vậy thì thầy tìm ra được là thằng oxy là 1,2 nhân với lại 0,2 bằng 0,24 mol oxy. Thì nitơ ở đây thì sẽ được là 1,2 trừ đi 0,24 thì bằng 0,96. Tốt cháy thì thầy thu hỗn hợp gồm có CO2, H2O, N2. Các em đừng mất tự tin nhé, mấy câu này dễ. Làm đi. Và luôn với trong dư các bạn ơi, các bạn mà đã và đang theo dõi video livestream này thì biết độ chất của thầy rồi. Thì để mà tránh cho cái việc mà các em không theo dõi được các cái buổi livestream tiếp theo của thầy ấy, thì các em kết bạn với thầy trong follow thầy đi nhá. Được chưa? Câu này thì dễ thôi nên là các em đều có thể riêng tối hôm nay thì thầy sẽ kết bạn với những cái bạn mà đã và đang theo dõi video livestream này. Kết bạn với thầy nhá. Sau đó là nhớ share lại và bảo với các bạn của các em về thầy. Một ông thầy dạy cực kỳ chất nhất Việt Nam. Xem hai lần dư nhưng mà thầy không có nhiều thời gian dạy nhiều các em đâu. Bởi vì là các em biết rồi, thầy dạy óp nhiều. 12 gam kết tụa. Mà đây là dư các em ạ. Nên thầy tìm được số mol CO2 bằng 0,12 luôn. Thằng xe hai lần dư này này thì nó giữ lại CO2 và nó giữ lại nước. Vậy nó chỉ có khí duy nhất thoát là khí nitơ. Thầy tìm được luôn, 2,4 mà chia cho 2,4 mà chia cho 2,4 này bằng 1. Vậy xong con nitơ này bằng 1. Rất nhiều bạn bị nhầm chỗ này. Thế thì ở đây chúng ta chú ý này. Để bảo giá trị M thì mình bảo toàn khối lượng xong. Đúng không? Nitơ thì biết rồi mà. Vậy thì tìm số mol nước là xong thì. Nước thì phải tinh ý, bảo toàn nguyên tử, nguyên tố oxy. Không phải 4 nhân 2 này. Ở trong này không có nitơ, không oxy. Trừ đi này, 0,12 nhân 2 này bằng. Vậy số mol nước là 0,24. Vậy đây ta bảo toàn khối lượng là xong nhé. 1 nhân 28 cộng với 0,24 nhân 18 cộng với 0,12 nhân 44 trừ đi 0,96 nhân 28 trừ đi 0,24 nhân 32 bằng 3,04 nhỉ. Đáp án đúng đáp án C. Wow.
Bot tối nay câu 40. Em nghĩ thế nào về bot này? Bot này tòm lắm. Bot này tòm lợm cực. Mấy bạn làm được câu này? Bây giờ đấy các em nhìn thấy, lúc nãy chúng ta gần đến 100 bạn, bây giờ chỉ còn lại có 37 bạn thôi. Các em nhìn thấy câu 40 chưa? Câu 40 cực kỳ tòm lợm. Câu 40 đôi khi chúng ta phải tình ý các em ạ. Đôi khi chúng ta phải tình ý. Tình ý như thế nào? Mình nhìn nhá. Lấy tờ giấy khác này cho em. Ok, 40. 40 mà em mà không học theo thầy mà không thuộc được hết tên thì em đứt cước. Dimethylu salat. Phenin format. HCOO C6H5. CH3 COO 3 lần C3H5 và metin format HCOO CH3. Nhớ lịch livestream nhá. 20:45 tối thứ ba hàng tuần. Và nhớ rủ các bạn học cùng thầy. Thủy phân hoàn toàn x 47.3 trong nửa ao hắt dư thu được muối m gam và 15.6 gam hỗn hợp y gồm các ancol. Được chưa? Thế ancol thì biết ngay gì C3OH này và gì C3OH tất cả 3 lần C3H5 OH tất cả 3 lần. Và đặc biệt đừng có men liều. Tác dụng với natri dư thu được khí hydro số mol là 0.25. Số mol hydro này đến đây thì tìm được số mol nhóm OH thì bằng 0.5 nhân 2 bằng 0.5. Được chưa? Thế nhìn vào bài này, đề bài hỏi này. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 43.47.3 gam x. X đây, đốt cháy cộng oxy thì thu được CO2. Số mol CO2 bằng, để tóm tắt vào đây nhá, 92.4 chia 44 2.1. Số mol nước bằng 26.1 chia 18 1.45. Để bài yêu cầu xác định giá trị của M. M muối này. Câu này hơi bị khó và hơi bị chất đấy. Đấy thầy tóm tắt ở đây rồi. Thầy vứt cái đề ra. Thế thì bây giờ thế này, các em phải muốn giải được bài này nhá, các em phải tinh ý này. Nó có điều cực kỳ đặc dị. Dị đâu? Em nhìn nhá. Nó chia thành hai loại. Một loại là gốc este của ancol, một loại là gốc este của phenol. Vậy đây thầy đặt COOR là gốc este của ancol. Đây. Và COO C6H5 là gốc este của phenol. Đấy, thế mình có số mol nhóm OH bằng 0.5 rồi. Đúng chưa? Vậy thì suy ra là số mol của COOR bằng 0.5. Được chưa? Trong cái phản ứng cháy này này, thầy có bảo toàn khối lượng đúng không? Em nhìn thấy ngay bảo toàn khối lượng được. Thầy có này, 2.1 nhân 44 cộng 1 nhân 18 trừ đi 47.3 bằng 71.2 mà chia cho 32 thì số mol oxy bằng 2.225 mol. Được chưa? Vậy đến đây thì có bảo toàn oxy. Ta có này, 2 lần số mol COO trong x cộng với 2 lần số mol oxy. Bởi bọn này là COO để trong x này. Cộng 2 lần số mol oxy bằng 2 lần số mol CO2 cộng với lại số mol nước. Vậy đến đây thì tìm được số mol COO trong x bằng bao nhiêu nhỉ? Bấm máy tính ở đây cái. À, số mol CO2 là bằng 2.1 nhân 2
cộng với lại số mol nước là 1,45 nhân 1 bằng trừ đi 0,225 nhân 2 bằng. Ôi, thì như thầy bấm nhầm đâu ấy. Đúng không? Em đợi thì như thầy bấm nhầm. 2,1 nhân 2 cộng 1,45 bằng trừ đi 2,225 nhân 2 bằng. Đúng rồi, 1,2. Nhưng mà lại còn chia cho 2 nữa thì bằng 0,6 thôi. Được chưa? Đây là số mol của nhóm CO trong X nhé. Mà COR bằng 0,5, mà COX cho bằng 0,6. Có nghĩa đây này, tổng bọn CO này bằng 0,6, mà RCO bằng 0,5 rồi thì anh này sẽ bằng là 0,1. Chính vì vậy nên thầy tìm được số mol nước trong phản ứng thủy phân này. Em nhìn nhé, có thằng phenol này, cái nào có nước. Thằng này số mol bằng 0,1 rồi, thì ra suy ra số mol nước bằng 0,1. Chỗ này rất nhiều bạn bị lừa. Ok. Và hoàn toàn đến đây thầy tìm được số mol natri phản ứng. Tất cả bọn này thì đều là tỷ lệ 1:1, riêng bốn anh này là 1:2. Được chưa? Vậy thì chắc chắn thầy tìm được số mol NaOH phản ứng ở chỗ này, nó phải bằng là số mol của nhóm CO, số mol NaOH phản ứng. Nó phải bằng là số mol của nhóm COOR cộng với 2 lần số mol của nhóm COO C6H5. Thì như vậy em mới giải được. Nhá. Được chưa? Thế vậy là số mol COR thì bằng, vừa nãy mình tìm được bằng 0,5. CO2 lần CO C6H5 bằng 2 nhân 0,1. Vậy anh này bằng 0,7. Cuối cùng bảo toàn khối lượng là sao? Thầy bảo toàn khối lượng nhé. Tìm mà muối này, 47,3 này, cộng này 0,7 nhân 40 trừ này 15,6 này. Lúc nãy nếu mà em mà quên không tính nữa là chết. Trừ 0,1 nhân 18 này bằng này 57,9. 57,9 nhé. Vậy mà này bằng 57,9 này. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. Ok, 40 câu chúng ta đã sunbot thành công. Chú ý lịch sunbot hàng tuần vào 20:45 tối thứ ba hàng tuần. Thầy sẽ chữa full 40 câu, bất kỳ đề nào mà các em gửi. Thứ hai, chú ý là chuỗi live stream skin 004 tiếp đến của thầy vào tối thứ hai. Em muốn làm nhanh, em muốn học giỏi hóa nhanh, em phải theo dõi chuỗi live stream skin của thầy. Chỉ có 15 phút thôi, xong là thầy xóa đấy. Được chưa? Tối thứ hai và tối thứ sáu vào lúc 21:45. Đã học phải chất, còn nếu đã không chất thì không học. Live stream ít nhưng chất. Ok. Bye bye, chào tạm biệt các em. Chúc em ngủ ngon. Nhớ like, share tất cả những cái gì. Và nhớ theo dõi trên fanpage của thầy đăng tất cả những cái gì. Thì các em nhớ phải like, share về nhá. Để mà chúng tăng tương tác. Tăng tương tác thì cái lúc mà thầy live stream ấy thì các em mới nhận được thông báo. Bởi vì Facebook bây giờ đổi thuật toán không. Bye bye, chào tạm biệt các em. Chúc các em ngủ ngon.